Cha nghĩ chúng con không thể nào và không nhớ đến một câu: tiền bạc thì tôi không có, nhưng cái tôi có thì tôi cho. Nhân danh Đức Kitô, hãy đứng lên. Anh em cứ thẳng thắn đi. Khi bắt đầu nhận lãnh chức thánh và cái sứ vụ này, sứ vụ phục vụ, anh em sẽ nói cho đến chết: tiền bạc tôi không có. Hãy khẳng định cái điều đó. Không ai chê anh em đâu. Và anh em cũng không thất bại vì không có tiền bạc.